Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Trần Thiện Kim Em ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Gia đình anh Trần Thiện Kim Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, không có nhà ở, sống nhờ tại nhà người anh ruột, thu nhập bấp bênh chủ yếu từ việc làm thuê. Để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn giúp đỡ gia đình có chỗ ở ổn định, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà khang trang hơn. Căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 40 mét vuông, nền lót gạch, vách tường, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau khoảng hơn một tháng thi công.